Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong chương trình thời sự hôm nay. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trao quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tỉnh Hưng Yên tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Huyện Phú Cư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại. Khởi tố vụ án lừa đảo tại công ty Thăng Long. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đến trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trực tiếp trao 100 suất quà tặng hộ nghèo của xã Trung Hòa và 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Mỗi suất quà bao gồm quà và tiền mặt trị giá 1,3 triệu đồng. 450 suất còn lại sẽ ủy quyền cho xã Trung Hòa và các xã thị trấn còn lại trao tặng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Chúc các hộ đón Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc. Đồng chí đề nghị xã Trung Hòa cũng như huyện Yên Mỹ cùng chung tay với các tổ chức cá nhân tiếp tục chăm lo tốt cho người nghèo trong dịp Tết để động viên các hộ phấn đấu vươn lên thoát nghèo, đóng góp xây dựng quê hương. Nhân dịp này, Tổng Công ty Khí Việt Nam trao hỗ trợ 500 triệu đồng để tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ việc trong các lĩnh vực, nhiều nhất là tội phạm về trật tự xã hội với gần 550 vụ, đạt gần 80% tổng số vụ, thu hồi gần 500 triệu đồng. Trong đó điều tra trên 600 đối tượng tội phạm về ma túy. Toàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy, làm chết 2 người, giảm 1 vụ, 1 người chết so với năm trước. Tổ chức tuyên truyền tập huấn cho trên 4.000 lượt người về phòng chống cháy nổ, phát tờ rơi và ký cam kết đảm bảo an toàn cháy nổ với gần 1.500 cơ sở hộ gia đình, phát động phong trào mỗi gia đình có ít nhất một bình chữa cháy, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhận bình chữa cháy. Toàn tỉnh đang duy trì 235 mô hình các tổ đội với 9 loại hình như phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh trật tự. Vận động được trên 230 trường hợp tự giác giao nộp hơn 100 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn, hơn 100 vũ khí tự chế và hàng trăm kg pháo các loại. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024 có tính chất quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp. Vì thế, việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng, làm cơ sở cho phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đề nghị là lực lượng công an cùng với lại các ngành các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy để giữ gìn cái an ninh trật tự cho người dân và đảm bảo tài sản là tính mạng cho nhân dân. Hơn nữa đặc biệt phải lưu ý các cái nơi mà có nguy cơ là cháy nổ cao nhất là các tội phạm hình sự, các tội phạm ma túy và các tội phạm tín dụng đen, phải triệt phá đến cùng mà phấn đấu tỷ lệ 100%. Xác định là công an là luôn luôn là nòng cốt, còn trách nhiệm đó là cả hệ thống chính trị rồi chính quyền các cấp. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng. Năm 2023, ngành tài chính có nhiều quyết tâm trong việc cố gắng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước, đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2024 tổ chức sáng nay.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, Sở Tài chính cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu so với dự toán, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cả vốn trái phiếu chính phủ và vốn nước ngoài, tăng cường quản lý kiểm tra giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí, tham nhũng, không để phát sinh mới nợ động xây dựng cơ bản. Nhân dịp này, tập thể Sở Tài chính vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất do có thành tích xuất sắc trong quản lý ngân sách nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới các địa phương trong tỉnh cần giao chỉ tiêu cụ thể gắn với các giải pháp, quyết liệt trong tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia. Ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả hai nhóm thủ tục hành chính liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Tết Nguyên đán đang cận kề, bên cạnh không khí lao động sôi nổi, các doanh nghiệp cũng chuẩn bị những phần quà thưởng Tết để trao đến tay người lao động. Đã thành thông lệ, trước kỳ nghỉ Tết khoảng nửa tháng tại nhà máy của công ty sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, chi nhánh Hưng Yên ở huyện Kim Động đã chuẩn bị hàng nghìn phần quà Tết để trao sớm cho người lao động. Mỗi công nhân sẽ nhận được giỏ quà gồm những đồ dùng thực phẩm thiết yếu dịp Tết như bia, gạo nếp, chè, nước mắm, măng khô, mộc nhĩ, miến. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Để thuận tiện trở về nhà, toàn bộ quà tặng được công ty đựng trong thùng nhựa chắc chắn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngoài phần quà, chế độ lương thưởng Tết cuối năm của người lao động tại công ty cũng được đảm bảo bằng một tháng lương trung bình năm, dao động từ 7 đến 15 triệu đồng một người, cao hơn trung bình năm 2023. Công ty cũng tiếp tục phát huy hình ảnh đẹp về sự chu đáo bằng việc chẳng buộc từng phần quà lên xe cho người lao động. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Ân Thi tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024 cho đông đảo đoàn viên và người lao động trên địa bàn. Tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết, Liên đoàn Lao động huyện Ân Thi đã phối hợp với Ngân hàng BIDV, chi nhánh huyện Ân Thi và Công ty Cổ phần Haplas trao tặng 150 suất quà cho đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Tổ chức trò chơi cho công nhân viên lao động, các công đoàn cơ sở và công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với công nhân viên chức lao động, với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, là dịp để các cấp các ngành, cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng với công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, khích lệ động viên kịp thời đoàn viên người lao động hăng say lao động sản xuất. Những ngày này, thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động. Các loại đào, quất với nhiều dáng, thế mới cùng các loại hoa đặc trưng cho Tết đã được các tiểu thương chuẩn bị để tung ra thị trường. Dạo quanh khu chợ hoa xuân tại thành phố Hưng Yên cũng như chợ trung tâm tại các huyện thị xã cho thấy thị trường hoa cây cảnh năm nay tại Hưng Yên khá đa dạng với chủng loại, kích thước, màu sắc, kiểu dáng và giá cả nên thu hút đông đảo người dân đến mua. Nhiều nhất ở thời điểm này vẫn là hai loại cây cảnh đặc trưng cho Tết ở miền Bắc là đào và quất. Giá bán cũng tương đương như mọi năm với mức dao động từ 1 đến 3 triệu đồng một cây đào, từ 500.000 đồng đến 2 hay 3 triệu đồng một cây quất cảnh. Đối với một vài dáng đào quất thế
Đào Thất Thốn có giá cao hơn từ 5 đến 7 triệu đồng. Cá biệt có những gốc cổ đẹp lạ có mức giá cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Bên cạnh đó, thị trường hoa năm nay cũng xuất hiện thêm nhiều loại hoa mới như hoa bình, hoa địa lan nghệ thuật cắm trên các loại gỗ lũa, tiểu cảnh, phong thủy cũng thu hút đông đảo người dân mua sắm. Với mức giá dao động cho các loại hoa nghệ thuật này dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Sự chuẩn bị của các cái cửa gian hàng ấy là có những cái mẫu về ngoài cái truyền thống là chậu bát tràng hoặc là chậu tàu ra đấy, thì năm nay là các cái cơ sở là nó chuẩn bị thêm các cái mẫu về gỗ lũa hoặc là bonsai, và nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường ấy. Về cái giá thành thì năm nay thì nếu như những cái sản phẩm truyền thống như mọi năm ấy thì nó cũng vẫn cơ bản như vậy thôi, không có nhiều sự thay đổi lắm. Thế nhưng mà những cái sản phẩm mà nó mang tính chất nghệ thuật thì nó có cao hơn một chút. Khách hàng thì họ tiếp cận và cũng có rất là yêu thích, rất là quan tâm rất nhiều. Thời điểm cận giáp Tết Giáp Thìn 2024, tại nhiều công trường trên địa bàn huyện Phù Cử vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành các dự án. Do tập trung nguồn lực, vật tư xây dựng và nhân công lao động nên dù mới khởi công từ cuối tháng 12 năm 2023 nhưng đến nay, nhà thầu xây dựng là công ty cổ phần phát triển Fuji Hưng Yên đã hoàn thành 95% hạ tầng ngầm kỹ thuật cho dự án cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, bao gồm 3 km đường quanh cụm công nghiệp, hệ thống thoát nước mặt, nước thải, cấp nước, hệ thống viễn thông và hệ thống mạng lưới điện. Thời tiết cuối năm này thì nó mưa ấm và rét, tranh thủ cái thời gian thời tiết mà thuận lợi đấy. Chúng tôi sẽ chia thời gian ca kíp, anh em sẽ làm việc máy móc thi công liên tục đạt được tiến độ đã đề ra 30 tháng 4 năm 2024. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Phù Cử triển khai xây dựng 37 dự án, trong đó đã hoàn thành 20 dự án. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang làm thay đổi diện mạo của huyện, tiêu biểu như dự án đường trục trung tâm huyện, dự án cải tạo nâng cấp trung tâm y tế huyện, dự án cải tạo đường DT378. Đặc biệt, huyện Phù Cử đã đầu tư xây dựng khoảng 20 tuyến đường huyện với tổng số gần 80 km, tiêu biểu như DH80, DH84, DH85. Công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường thôn Đại Duy, xã Đoàn Đào, kế hoạch đến cuối năm 2024 mới hoàn thành. Nhưng đến thời điểm tháng 1 năm 2024, đơn vị thi công đã thi công được khoảng 40% giá trị công trình, cố gắng sang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu là hoàn thành trước thời hạn được giao. Thời gian tới trên địa bàn huyện Phù Cử tiếp tục triển khai gần 40 dự án, trong đó có khoảng 10 dự án của tỉnh như dự án đường Tân Phúc Võng Phan, dự án cụm công nghiệp Đoàn Đào, dự án đường nối vành đai 5 giao với DT379, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án là cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phù Cử. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện về chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 03 ngày 19 tháng 1 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên về việc ứng phó với rét đậm, rét hại. Tập trung chỉ đạo triển khai việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân. Và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh kịp thời thông tin về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền về kỹ thuật phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản để người dân biết và thực hiện. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân biết để chủ động phòng, tránh. Thời tiết rét đậm, rét hại hiện nay có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Để bảo vệ các diện tích đang chăn nuôi thủy sản, bà con cần lưu ý. Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tỉa, thả bù để tránh sự dây sát của thủy sản nuôi nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở lét do nấm, trùng quả, dưa và ký sinh trùng.
đối với thủy sản nuôi thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống rét, nhất là cá rô phi, cá chim trắng, cần tổ chức thu hoạch sớm và triệt để. Đối với diện tích thủy sản đang nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm, đàn cá bố mẹ, cá giống cần duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5 đến 2 mét. Thả sọt đan bằng tre, nứa phía bắc ao nuôi, bên trong có các túi rơm tạo giá thể để thủy sản có thể ẩn tránh rét, làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng ni lông sáng màu hoặc thả bèo tây trên mặt ao từ 1/2 đến 2/3 diện tích về phía bắc để chắn gió, cách nhiệt không khí. Di chuyển lồng bè đến nơi ít gió hoặc thả sâu lồng nuôi từ 1,8 đến 2 mét cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng. Ngừng cho ăn khi nhiệt độ ao nuôi xuống dưới 15 độ C. Định kỳ một lần một tháng dùng vôi liều lượng 2 đến 3 kg trên 100 mét vuông bón xuống ao nuôi. Bên cạnh các hộ nuôi trồng thủy sản, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét cho đàn vật nuôi theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có tổng đàn trâu bò là 35,5 nghìn con, đàn lợn trên 500 nghìn con và khoảng 9,5 triệu con gia cầm các loại. Trước diễn biến thời tiết bất lợi hiện nay, đàn vật nuôi rất dễ nhiễm bệnh và lây lan nhanh. Vì vậy, người chăn nuôi cần chủ động che chắn, củng cố chuồng trại tránh gió lùa, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, có thể đệm thêm lớp lót chuồng bằng rơm trấu, tăng cường sưởi ấm bằng bóng sưởi, củi đốt. Cùng với đó là bổ sung khoáng chất, nước, men tiêu hóa, vitamin trong thức ăn để tăng cường sức khỏe đàn vật nuôi. Cụ thể đối với trâu bò cần dự trữ nguồn thức ăn xanh và bổ sung tinh bột như ngô, cám gạo, không chăn thả khi thời tiết lạnh sâu. Công tác chuẩn bị phòng chống rét là chúng tôi che chắn bạt cho các cửa sổ, đúng không, đóng kín hết. Các bóng điện sàn thì một bóng, sàn này hai bóng, ốm 24/24, đồng thời đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi và bổ sung dinh dưỡng như cám viên, cám ngô, rồi là bã sắn lấu cho bò. Cuối chương trình là tin an ninh. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến dự án khu đô thị phía Bắc, đường trục trung tâm, khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long là chủ đầu tư. Quá trình điều tra xác định, năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt và giao cho Công ty Thăng Long là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Bắc, đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước. Sau đó, Công ty Thăng Long đã tiến hành giải phóng mặt bằng, tiến hành san lấp thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm. Tuy nhiên, công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu, các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng. Nhưng từ năm 2005 đến nay, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thăng Long, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1982, trú tại tập thể Coma 7, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và làm rõ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.